Em kết bộ bàn ghế của anh rồi đấy, anh cho em giá chung kết đi. Thực sự với em là cũng rất nhiều người nhắn cho anh là muốn chung kết cái bộ bàn ghế này. Nhưng mà trước khi đi vào chung kết ấy, thì anh nói lại với em đấy là bộ bàn ghế này là tất cả là có 10 món. Trong đấy thì có một đoạn dài này, 4 cái ghế đơn này, 4 cái đôn này, một cái mặt bàn này. Và 4 này là 5 cái để kê chân. Mỗi một cái bàn này lại có một cái kê chân nữa. Thế thì cái giá trị của cái phần nu thì em cũng đã biết rồi. Cùng với lại các cái món nó rất là còn nguyên lành. Cái lượng vân rất là đẹp. Và cái tay nó rất là to. Cho nên là để chung kết cái bộ này thì thông thường là anh sẽ phải mời mọi người đến đây để thẩm định. Bởi vì những cái bộ mà nó giá trị như này thì rất khó để có thể giao dịch qua mạng. Tuy nhiên thì anh cũng có một cái bật mí là nếu như mà em thực sự sẵn sàng thì hãy chuẩn bị trước khoảng nhỉnh hơn tí một con i10 mới. Thì em hãy sẵn sàng đến để thẩm định cái bộ này. Thì như thế nó sẽ đỡ mất thời gian và đỡ mất việc của nhau.